Và có một tin vui, đó là những chữ Hán loằng ngoằng nguy hiểm ngoằn ngoèo mà các bạn nhìn thấy hàng ngày á, nó chỉ được kết hợp từ những nét vô cùng đơn giản thôi. Cách đọc các thanh mẫu trong tiếng Trung. Thông thường thì ở các lớp học khác các bạn sẽ thấy các thầy cô hướng dẫn mình đọc là pô, hô, mua, phua, vân vân. Tuy nhiên trong video này thì Trang sẽ có một số những cái thay đổi nhỏ ở một vài âm để các bạn có thể cảm thấy gần gũi hơn và dễ dàng tiếp cận cũng như mô phỏng hơn nhé. Về cơ bản thì hiệu quả chỉ có tăng chứ không có giảm. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Pở, phở, mở, phở, tờ, thờ, nờ, lờ, cờ, khờ, khờ, chi, chi, xi, zi, chi, sư, chư, chư, sư, rư. Cách đọc các vận mẫu trong tiếng Trung. A, o, ư, i, u, ư, ai, a, ao, ô, an, ân, an, ưng, ung, ya, ye, yao, yêu, in, yên, yên, yang, yung, yue, yuan, yun, wa, wo, wai, wei, wan, wen, Wang, Wang. Cách đọc các thanh điệu trong tiếng Trung. Tiếng Trung thì cũng giống như tiếng Việt thôi, đó là một ngôn ngữ có dấu. Tuy nhiên, nếu như tiếng Việt có đến tận 6 dấu lần lượt là huyền, sắc, ngã, hỏi, nặng và thanh ngang, tức là không có dấu gì cả, thì tiếng Trung đơn giản hơn rất nhiều về mặt thanh điệu. Nó chỉ có 4 thanh điệu cơ bản thôi và tên gọi lần lượt là thanh 1, thanh 2, thanh 3, thanh 4. Vậy thì thanh 1, 2, 3, 4 này lần lượt được đọc như thế nào? Bây giờ mình sẽ lấy một âm bất kỳ là âm A để cho chúng ta dễ dàng hình dung và mô phỏng theo cách đọc các thanh điệu này nhé. Nào, các bạn hãy nhìn lên đây. Mình sẽ đọc lần lượt cả 4 thanh điệu này và nhiệm vụ của chúng ta là lắng nghe và lặp lại thật to cùng với mình nhé. A, 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 a. Như các bạn thấy thì thanh 1, cái âm vực của nó, tức là độ cao của âm thanh từ đầu âm đến cuối âm không thay đổi. A. Thanh 2 thì sao nhỉ? Âm vực nó có chiều hướng đi lên đúng không? Âm thanh chúng ta sẽ đọc từ dưới lên trên nhé. A. Thanh 3 thì sao nhỉ? Rất nhiều người bị nhầm lẫn thanh 3 với dấu hỏi trong tiếng Việt, nhưng mà không phải nhá. Dấu hỏi của chúng ta các bạn nghe này, ả, ả, nó rất là ngắn đúng không? Thì thanh 3 trong tiếng Trung chúng mình sẽ đọc với một cái trường độ dài hơn và âm vực của nó sẽ sâu hơn. Mình hình dung như nó chia thành hai nhịp đi xuống rồi lại đi lên. Tốt nhất thì các bạn hãy dùng tay để mô phỏng cái độ cao của âm thanh trong lúc mình luyện tập nhá. Ả, ả. Tiếp theo là thanh 4, thanh cuối cùng, tuy nhiên cũng là thanh dễ gây nhầm lẫn nhất với người học. Nào, chúng ta cùng đọc thanh 4 nhé. A. À, chúng ta sẽ thấy rằng độ cao của âm thanh nó đi từ cao xuống thấp một cách rất là gấp gáp và đột ngột đúng không? Hãy cùng đọc lại nào.
nhiều người sẽ bị nhầm lẫn thanh 1 với thanh 4. Trong tiếng Việt, ví dụ như cô Trang và cô Trang thì cũng giống nhau thôi. Nhưng trong tiếng Trung thì thanh 1 và thanh 4 sẽ tạo ra những cái âm tiết, những cái từ vựng hoàn toàn khác nhau mọi người nhá. Nên mọi người hãy đặc biệt lưu ý phân biệt thanh 4. Mẹo để phân biệt thanh 4 thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ không đọc thành dấu nặng là ạ, cũng không đọc thành dấu huyền là ả, mà chúng ta hãy tưởng tượng như trên nó không có một cái dấu nào cả và đọc dứt khoát âm tiết đó lên. Ví dụ như ả, ửa, ủa. Đó, các bạn hãy cùng nhau luyện tập đi luyện tập lại để thật là rõ ràng và nắm thật là vững cái thanh 4 này nhé. Ở đây thì chúng ta cần nhấn mạnh với nhau rằng việc phân biệt được thanh 1 với thanh 4 là một việc vô cùng quan trọng. Nếu không thì chúng ta rất dễ gây ra những cái tình huống hiểu lầm không đáng có trong giao tiếp. Và để các bạn hình dung rõ hơn thì chúng mình cùng đến với ví dụ sau đây nhé. Như các bạn thấy là hai dòng này giống y xì nhau về chữ nghĩa đúng không? Nhưng mà khi bây giờ chúng ta sẽ thêm dấu vào nào. Các bạn sẽ thấy là dòng trên thì chữ ping mang thanh 1 và dòng dưới thì chữ ping mang thanh 4. Và đây cũng là khác biệt duy nhất của hai dòng chữ này. Nhưng các bạn hãy cùng xem ý nghĩa của nó khác nhau như thế nào nhé. Đó, các bạn thấy không? Vậy nên mình hy vọng rằng với những bạn mới học hoặc là kể cả những bạn học lâu rồi nữa, chúng ta hãy đặc biệt coi trọng cái việc phân biệt được thanh 4. Hãy luyện tập thật là nhiều để làm sao đó cái tiếng Trung của các bạn nó được sang, xịn, mịn và nghe nó cận bản xứ nhất có thể nhé. Cuối cùng, nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share và ấn subscribe để có thể theo dõi những video thú vị hơn phía sau nhé. Chào trẻ! Nào, chúng mình hãy cùng nghe toàn bộ bài và hãy lặp lại, hãy luyện tập cùng với lão sư nhé. Rồi, phu mạn, hu mạn, bái bản, thái bảng. Ở từ cuối cùng dòng 1 này thì các bạn lưu ý này, có âm phở và âm phở, bật hơi và không bật hơi, phở và phở, đọc cho kỹ nhé. Thái bảng. Ok, tiếp theo dòng 2, phú tảo, phú thọ, phú thọ. Ở đây là thanh nhẹ đúng không? Cái âm tiết đằng sau thì nó mang thanh nhẹ nên là mình sẽ không đọc là phú thao hay là phú thọ, mà đọc nhẹ xuống nhá, buông lơi xuống khoảng 1/2 dấu huyền này. Phú thọ, phú thọ, phú thọ. Tiếp theo hai thanh 4 này các bạn lưu ý là đọc dứt khoát lên, hãy có một cái động tác gì đó, ví dụ là gõ nhẹ cái tay xuống để nhắc nhở bản thân phải đọc dứt khoát lên nhé, nếu không là rất dễ nhầm đấy. Nào, hai thanh 4 này, ta lụ, ta lụ, ta nụ, ta nụ. Dòng cuối cùng, khảo khăn, khảo khăn, thì đây có âm khở và âm khở, khở và khở, các bạn lưu ý nhé. Khảo khăn, khảo khăn. Nấng lì, âm này thì mới đọc, rất nhiều bạn đọc nhầm là lì, thì nhớ giúp lão sư đây là thanh 4 nhé, không phải dấu huyền, chúng mình đọc lại nào. Nấng lì, mộng lì, mộng lì. Nào, chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Âm đầu tiên, miễn trị, miễn trị. Ở đây các bạn lưu ý giúp lão sư là mình sẽ không đọc thành yên, nó không phải là miễn, được chưa ạ? Và đây thì cũng không phải là chu, mà nó là trị đã bỏ hai chấm nhá. Chúng mình đọc lại này, thanh 4 dứt khoát lên, miễn trị. Tiếp theo, công chi, công chi, công chi, thanh 4 nhá, công chi, thanh 4 nhá, lưu ý này, công chi. Căng chín, căng chín, bảy chín, bảy chín. Đó, đọc rõ ràng dứt khoát nhá. Dòng 2 này, xin lỉ, xuế xí, giao xuyên. Hai thanh 4, hai thanh 4 đọc dứt khoát giúp lão sư. Yao và yên, đây là yên nhé, không phải xun đâu. Yên, yên, giao xuyên. Miễn chẳng, ở đây âm yên, yên và yên, yên. Hai thanh 3 đúng không, biến điệu này. Miễn chẳng. Xiên xuệ, hai thanh 4, xiên xuệ. Tiếp theo, chi chào. Với những âm như thế này tuyệt đối không được để mất giới âm y nhé. Nếu các bạn đọc là chi chào thì là sai rồi, nó phải là yao, 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 chào. Chi chào. Cảm chính, cảm chính. Chín chén, chín chén. Chín phận, chín phận. Xinh phú, xinh phú. Xin niên, xin niên. Chiêu thiên,
秋天全套全套白酒白酒休息休息Thì nhớ là cái từ si cuối cùng này nó mang thanh nhẹ nên mình sẽ không đọc là siêu si hay siêu si. Đọc lơi xuống nhá. Siêu si. Nào, từ đầu tiên chúng mình sẽ đọc là chứ chứ. À, có âm tr tr cong lưỡi không bật hơi đúng không? ZH cong lưỡi không bật hơi. Chứ CH cong lưỡi bật hơi. Chứ chứ chứ. Tôn trọng. À, âm UN đọc là UN UN chứ không phải UN nhá. Tôn trọng. Tôn trọng. Tiếp theo thanh điệu này. Tử sư. Thanh 4 và thanh 1. Tử sư. Tiếp theo. Tử zài. Tử zài. Trứ zớ. Trờ trờ cong lưỡi nhá. Trứ trứ. Trờ trờ trờ. Trứ zớ. Nào ở dòng thứ hai chúng mình cùng đọc nhá. Trứ tụ. Một cái cong lưỡi bật hơi và một cái chỉ bật hơi thôi. Ch và ch. Chư chu. Sinh tử. Sinh tử. Sơ chỉ. Sơ chỉ. Sụ sơ. Sơ và sơ. Thẳng lưỡi và cong lưỡi nhé. Sụ sơ. Chai chơ. Chai chơ. Thao chô. Một cái chơ và một cái chơ 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 không bật hơi. Thao chô. Tiếp theo. Thao chô. Thao chô. Sâu sổ. Âm ô và âm u. Sâu sổ. Cấu giải. Cấu giải. Khẩu trái. Khẩu trái. Tự chỉ. Tự chỉ. Ở đây đều là vận mẫu y nhưng các bạn thấy là âm đầu sẽ đọc là ư còn âm sau vẫn giữ là y nhá. Zi ji. Zu chu. Zu chu. Zan cheng. Zan cheng. Zong jie. Zong jie. Zheng qi. Zheng qi.